아찔하다 아찔하다 뚫어지게 보다 보다 dùng để đưa ra điều kiện về sự việc tình huống xảy ra hàng ngày hoặc hành động có tính lặp đi lặp lại hoặc dùng để giả định một việc chưa xảy ra ví dụ 돈을 많이 벌면? 나는 기분이 좋으면? nếu tôi kiếm được nhiều tiền, khi tôi vui. 찌릿찌릿, 찌릿찌릿. 찌릿. 감전되다, 감전되다. 당장 당장 계되다. diễn tả sự thay đổi trạng thái của tình huống nào đó do tác động hoặc hoàn cảnh bên ngoài khác với ý chí và mong muốn của chủ thể. Ví dụ. Tôi trở nên thích bóng đá.